Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một video để đầu tiên là hướng dẫn cấu hình Brickboard modem VNPT GW020 và tiếp theo là sẽ hướng dẫn quay PPoE trên thiết bị cân bằng tải Tena G3 hoặc là các cái dòng router Wi-Fi như là AC567 cho đến AC18, 19 hoặc là 23. Thì cái cấu hình này phục vụ chủ yếu cho những bạn đang có nhu cầu muốn thay cái modem của nhà mạng bằng một cái thiết bị chịu tải khác như là router Wi-Fi AC567 hoặc là Tena G3. Thì đầu tiên sẽ là cấu hình brick mode modem VNPT GW020. Thì bước 1 mọi người sẽ phải reset cái thiết bị GW020 này về mặc định ban đầu. Đằng sau của nó sẽ có một cái lỗ cắm. Mọi người sẽ dùng tăm và hoặc là bút ấn và giữ khoảng tầm 10 đến 15 giây để thiết bị reset lại về mặc định. Sau đó mọi người sẽ kết nối một sợi dây mạng từ cái laptop mọi người vào cái cổng LAN của thiết bị GW020. Sau đó thì mọi người sẽ bật trình duyệt lên và gõ địa chỉ mặc định 192.168.1.1 Enter. Tài khoản truy cập mặc định sẽ là admin. Và trong nó sẽ yêu cầu các bạn đổi mật khẩu. Mọi người lưu ý một chút là cái mật khẩu mới phải đáp ứng đủ 4 yếu tố. Thứ nhất là phải có ít nhất một ký tự thường, ít nhất một ký tự viết hoa, ít nhất một ký tự số và ít nhất một ký tự đặc biệt. Đó. Thì mình sẽ đổi mật khẩu mới. Sau đó ấn Apply and Save. Sau đó sẽ thông báo là password change successful, tức là đã thay mở mật khẩu thành công. Back lại và đăng nhập bằng chính cái mật khẩu mình vừa tạo. Đầu tiên các bạn sẽ vào Network Setting. Các bạn chọn WAN và Add. One Service Configuration các bạn chọn Bridging và cái ở cái VLAN ID và các bạn sẽ đổi thành 11. Apply và Save. Đó, thì mình vừa mới tạo xong một cái interface VLAN 11. Và các bạn lưu ý chút, các bạn sang phần LAN và tắt cái DHCP của nó đi, disable DHCP server đi. Apply và tắt luôn Wi-Fi đi, chức năng phát Wi-Fi đi. Apply, bỏ tích cái Enable Wireless đi. Ok, bây giờ sang đến phần Advanced Feature. Vào Interface Grouping, mình sẽ add cái cổng mình vừa tạo vào. Đầu tiên mình sẽ đặt tên nó là Brick, tên tùy thích tí, và chọn cái cổng mình vừa tạo, cái interface mình vừa tạo. Rồi Bridge. Và chọn cái cổng LAN mà mình muốn để kết nối đến cái router thiết bị chịu tải sau. Mình sẽ chọn LAN 2.0 và ấn Apply and Save. Sau khi Apply and Save thì như vậy là cái thiết bị các bạn để ý đây, Bridge LAN 2. Thì bây giờ là cái thiết bị GW020 mình đã biến thành bị chuyển sang chế độ Bridge rồi. Sau khi mà bạn brick mode cái modem VNPT của nhà mạng GW020 thì bây giờ mình sẽ cấu hình quay số ở trên thiết bị chịu tải Tena G3. Thì mình sẽ có địa chỉ là 192.168.0.252 là địa chỉ mặc định của Tena G3. Gõ mật khẩu vào để truy cập và đăng nhập để cấu hình. Ở đây thì các bạn có thể thấy là số lượng WAN port là đang là mặc định là 2, thì các bạn có thể đổi thành 3, 4. Nếu mà bạn có 4 đường truyền internet thì bạn có thể sử dụng 4 cổng WAN. Ở đây mặc định sẽ là 2 và cổng 10 sẽ là PPoE. Và bạn sẽ khai báo cái PPoE user và mật khẩu ở đây. Thì cái này thì bạn sẽ phải liên hệ với nhà mạng. Bạn phải có hợp đồng và liên hệ với nhà mạng để lấy cái tài khoản này. Thì mình sẽ điền tài khoản của bên mình vào. Đó, sau đó ấn OK. Đợi một chút cho nó nhận, cho nó xác thực. Đó, sau khi nó hệ Authentication Success, tức là đã kết nối thành công. Và bây giờ mình sẽ kết nối cái laptop của mình vào. Mình vẫn kết nối từ laptop mình vào cổng LAN 0. Và bây giờ mình thử vào mạng. Đó, mình đã vào được mạng. Thì đó là bước cấu hình để quay PPoE trên Tena G3 khá là đơn giản. Tiếp theo là mình sẽ cấu hình quay PPoE trên thiết bị Tena router Wi-Fi AC. Ở đây mình sẽ thử với AC7. Thì mình sẽ cắm cái đường truyền internet từ modem vào cổng WAN của Tena AC7 luôn.
và mình cắm một đường truyền Ethernet từ cổng LAN vào laptop của mình để mình truy cập vào để cấu hình. Thì mình sẽ bật trình duyệt lên và truy cập vào trang kênh mặc định của Tenda C7 sẽ là 192.168.0.1. Thì địa chỉ mặc định cấu hình của tất cả những dòng router AC ở Tenda sẽ là 192.168.0.1. Start. Thì nó sẽ hiển thị luôn chức năng PPoE, mình sẽ điền cái thông tin của mình vào. Sau đó mình ấn Next và mình sẽ có thể đổi tên Wi-Fi của mình, đổi tên mật khẩu. Và ở dưới mình sẽ đổi cái mật khẩu để truy cập vào để cấu hình. Sau đó đợi khoảng tầm 10 giây thì nó sẽ hiển thị ở cái trang cấu hình chính. Đó, bây giờ nó thông báo đổi tên thành Wi-Fi AC7 rồi. Và mình sẽ truy cập vào bằng admin. Đó, ở đây Internet nó đã kết nối. Mọi người vào phần Internet Setting, mọi người có thể thấy là nó đã connected đây. Chức năng PPoE mình khai báo tài khoản. Thì cái tài khoản này các bạn sẽ phải liên hệ với nhà mạng để lấy cái tài khoản này. Chức năng connected. Và mình thử truy cập vào Wi-Fi và mạng xem nào. Đó, mình đã vào được mạng Google. Đó. Thế đấy là những các bước cấu hình cơ bản khá là đơn giản để quay PPoE trên thiết bị chịu tải Tenda G3 và các thiết bị router Wi-Fi AC 567 cho đến là 1921 hoặc 23. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Hy vọng là qua video của mình thì mọi người có thêm cái kiến thức để có thể là sử dụng cũng như là giúp ích cho cái cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.